Chào các bạn, trong video này Blog Giảm Giá sẽ hướng dẫn các bạn cách nạp tiền vào ví Shopee Pay Để có thể nạp tiền vào ví Shopee Pay thì bạn cần lưu ý cho mình hai điều quan trọng sau Điều thứ nhất là dù bạn muốn nạp tiền vào ví Shopee Pay bằng cách nào thì bạn cũng phải có tài khoản ngân hàng thì mới có thể nạp được Điều thứ hai là ví Shopee Pay hiện tại không hỗ trợ nạp tiền bằng các hình thức như là thẻ điện thoại hoặc là các loại thẻ cao tương tự Hiện tại thì chúng ta có 4 cách để có thể nạp tiền vào ví Shopee Pay Cách thứ nhất là nạp qua ngân hàng đã liên kết với ví Shopee Pay. Cách này thì đơn giản, nhanh chóng và nó hỗ trợ gần như là tất cả các ngân hàng hiện tại. Mình khuyên là các bạn nên sử dụng cách này. Cách thứ hai là các bạn nạp qua Internet Banking hoặc Mobile Banking của ngân hàng. Thì cách này không phải ngân hàng nào cũng hỗ trợ. Số lượng ngân hàng mà nó hỗ trợ cũng không quá nhiều đâu nha các bạn. Và cách này cũng khá là tiện lợi. Cách thứ ba là nạp tại quầy giao dịch. Cách này thì mình nhận thấy hiện tại có rất ít ngân hàng hỗ trợ và bạn phải mất công ra quầy giao dịch tuy nhiên thì nó cũng khá phù hợp với những bạn không muốn liên kết cái tài khoản ví Shopee Pay của các bạn với ngân hàng hoặc là các bạn chưa đăng ký các dịch vụ Internet Banking hoặc Mobile Banking thì đây cũng là một cách phù hợp Cách thứ tư là các bạn có thể nạp qua thẻ Visa hoặc Mastercard thì mình thấy cái cách này mọi ngân hàng đều hỗ trợ nó cũng là một cách cực kỳ nhanh chóng và tiện lợi tuy nhiên thì bạn cần phải có những cái loại thẻ này thì mới có thể nạp tiền vào ví shopee pay được có lẽ bạn đang thắc mắc là không biết ngân hàng của bạn hỗ trợ những hình thức nạp tiền vào ví shopee pay nào thì bạn hãy quan sát ảnh ở phía bên tay phải màn hình của các bạn để biết được rằng là ngân hàng của các bạn hỗ trợ những cái hình thức nào nhé thông qua quan sát một cách tổng quan thì mình thấy rằng tất cả các ngân hàng đều hỗ trợ nạp tiền vào ví shopee pay thông qua thẻ visa ngoài ra ấy, thì gần như tất cả các ngân hàng đều hỗ trợ nạp tiền thông qua hình thức là liên kết ngân hàng hoặc là liên kết với thẻ ngân hàng của các bạn còn các hình thức như là nạp qua internet banking mobile banking hay là nạp qua hình thức ủy nhiệm chi tại quầy giao dịch thì chỉ có một số rất ít ngân hàng hỗ trợ thôi trong video này thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách nạp tiền qua ngân hàng đã liên kết với ví shopeepay nhé trước khi tiến hành nạp tiền vào ví shopeepay qua ngân hàng liên kết thì bạn cần chuẩn bị hai thứ sau cho mình Đầu tiên là các bạn cần phải tiến hành liên kết ví Shopee Pay với tài khoản ngân hàng của các bạn. Nếu bạn chưa biết cách liên kết thì hãy xem video hướng dẫn mà mình để ở phần mô tả của video này nhé. Trong video đó mình đã hướng dẫn các bạn một cách chi tiết cái cách để có thể liên kết tài khoản ngân hàng với ví Shopee Pay rồi. Cho nên là video này mình sẽ không nói lại nữa. Điều kiện thứ hai là các bạn cần phải chuẩn bị số dư trong tài khoản ngân hàng của mình lớn hơn cái số tiền mà bạn muốn nạp ít nhất là 50.000. Sau khi bạn đã liên kết thành công tài khoản ngân hàng với ví ShopeePay và chuẩn bị đủ số dư trong tài khoản ngân hàng để nạp tiền rồi thì cái việc nạp tiền vào ví ShopeePay là vô cùng đơn giản. Các bước thực hiện mình sẽ hướng dẫn trực tiếp ở trên app ShopeePay để cho các bạn dễ hình dung nha. Video này thì mình sử dụng ngân hàng Vietcombank, các ngân hàng khác thì bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Đầu tiên, các bạn hãy mở ứng dụng ShopeePay lên. Sau đó, các bạn chọn vào mục nạp tiền. Đây ạ, nó nằm ở đây ạ. Các bạn chọn cái mệnh giá mà các bạn muốn nạp. Ví dụ ở đây mình muốn nạp 50.000. Thì các bạn gõ vào đây là 50.000 ạ. À. Các bạn nhấn tiếp tục ạ. À. Sau đấy các bạn hãy chọn cái thẻ ngân hàng hoặc cái tài khoản ngân hàng mà các bạn muốn sử dụng để nạp. Ở đây thì mình chỉ có một cái tài khoản ngân hàng đã liên kết là Vietcombank thôi, cho nên nó sẽ mặc định chọn là Vietcombank. Sau khi mà xác nhận xong xuôi, các bạn nhấn vào nút nạp tiền. Nó hỏi là bạn có muốn cài đặt dấu vân tay cho những lần giao dịch sau không? Thì nếu mà bạn muốn thì chọn đồng ý, còn nếu không thì bạn chọn không. Bây giờ bạn hãy nhập mật khẩu đặt lệnh vào đây ạ. À nhập xong mật khẩu đặt lệnh thì hệ thống nó sẽ tự động xử lý cái giao dịch của các bạn sau khi mà giao dịch được xử lý xong xuôi thì cái app Shopee Pay nó sẽ thông báo như thế này cho các bạn như này là các bạn đã nạp tiền thành công vào trong ví Shopee Pay rồi các bạn có thể kiểm tra bằng cách nhấn xem số dư vị để kiểm tra cái lịch sử nạp rút tiền lịch sử chi tiêu trong ví Shopee Pay ấy, thì các bạn có thể ấn nút lịch sử này đó ở đây các bạn nhìn thấy không ạ mình vừa nạp 50.000 vào đấy như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách nạp tiền vào trong ví Shopee Pay thông qua ngân hàng liên kết với ví rồi nếu bạn có bất kể câu hỏi hay là thắc mắc nào cần giải thích thì đừng ngần ngại hãy để lại thắc mắc hay ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận của video này mình sẽ giải đáp ngay khi có thể nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực ra video mới còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.